Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay thầy hướng dẫn các em bài tiếp theo ở chương 2 động học vật lý 10 trong sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Và chính là bài 8 chuyển động biến đổi gia tốc, trang 37. Hình dưới là ảnh chụp hoạt nghiệm thí nghiệm về sự thay đổi vận tốc của một ô tô đồ chơi chạy bằng pin có anten dùng để điều khiển từ xa. Trong 3 giai đoạn chuyển động, vận tốc trong 3 giai đoạn chuyển động này thì có gì giống nhau và khác nhau? Thì như các em đã nhìn thấy ở trong hình, đầu tiên vào hình A chúng ta thấy là anten của ô tô điều khiển thì ngày một có khoảng cách xa nhau giữa các ảnh chụp hoạt nghiệm. Vậy có nghĩa là ô tô này đang trong quá trình tăng tốc đấy, vận tốc đang tăng dần đấy, đúng không? Sang đến hình B thì chúng ta thấy là anten của ô tô đồ chơi đang có khoảng cách đều nhau giữa các ảnh chụp hoạt nghiệm. Vậy có nghĩa là ô tô này đang có vận tốc di chuyển đều. Cuối cùng là hình C, chúng ta thấy anten của ô tô đồ chơi đang có khoảng cách giữa các ảnh chụp hoạt nghiệm ngày một gần lại nhau, nhỏ lại, có nghĩa là vận tốc của nó đang nhỏ dần đi và đang muốn dừng lại đấy, được chưa? Thầy và các em sẽ cùng nhau vào phần tiếp theo, phần một lớn, chuyển động biến đổi. Thì một ô tô đang đứng yên, bắt đầu chuyển động thì sẽ chuyển động nhanh dần, vận tốc tăng dần. À, tương như cái hình A ở trên thầy và các em đã cùng nhau nó giải thích đấy, đúng không? Rồi, khi đang chuyển động muốn dừng lại thì sẽ phải chuyển động chậm dần, vận tốc giảm dần. À, tương với cả cái hình C ở trên mà thầy các em đã giải thích rồi, đúng không? Và chuyển động có vận tốc thay đổi được gọi là chuyển động biến đổi. Và các em thi cho thầy nhé. Chuyển động có vận tốc thay đổi được gọi là chuyển động biến đổi. Thầy và các em sẽ cùng nhau phần câu hỏi này. Hãy tìm hiểu thêm ví dụ về chuyển động biến đổi trong cuộc sống. Thì trong cuộc sống thì có rất là nhiều chuyển động biến đổi. Thì ở đây thầy có ví dụ như sau. Ví dụ như là cái máy bay đang bay trên bầu trời đi. Thì như các em thấy là khi mà máy bay bắt đầu cất cánh thì nó phải biến đổi vận tốc rồi. Khi mà đạt được đến cái vận tốc có thể bay được thì bắt đầu máy bay sẽ mới cất cánh lên bầu trời, đúng không? Và khi hạ cánh thì máy bay phải phải giảm tốc độ dần để hạ cánh, đúng không? Rồi, trường hợp tiếp theo chúng ta có như là xe máy đang chuyển động trên đường đi. Thì như các em thấy nhá, khi xe máy chuyển động trên đường đâu phải lúc nào người ta cũng giữ được một cái tốc độ nhất định đâu, đúng không? Ví dụ người khi người ta đang đi mà người ta gặp cái ổ gà đi, đúng không, hay là có vật cản trước mặt đi, à thế thì người ta phải phanh lại, người ta già phanh lại thì xe sẽ bắt đầu đi chậm 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 lại, đúng không? Rồi khi mà đến cái vật cản rồi họ sẽ vòng qua cái vật cản đấy, sau khi đi qua vật cản rồi thì họ lại tăng tốc, họ lại đi bình thường, vậy vận tốc lại lại tăng lên, lại thay đổi, đúng không? Rồi thầy có thể lấy thêm cho em một ví dụ nữa, ví dụ như là con muỗi đang bay đi. Ví dụ như là con muỗi đang bay đi, nó gặp em đi, nó muốn
muốn đốt mình, thế vậy thì nó lại phải bay chậm lại và nó đậu lên tay mình chẳng hạn, và nó đốt mình. À vậy thì con muỗi cũng có sự thay đổi về về vận tốc đúng không? Rồi thầy và các em sẽ cùng nhau vào phần hai lớn nhé, gia tốc của chuyển động biến đổi, và với phần một nhỏ là khái niệm gia tốc. Thì để xác định được sự thay đổi vận tốc theo thời gian, phải biết vận tốc tức thời của chuyển động tại các thời điểm khác nhau. Các phương tiện giao thông như là xe máy, ô tô được trang bị tốc kế là thiết bị đo trực tiếp vận tốc tức thời. Do đó có thể dùng tốc kế trên xe máy hoặc ô tô để tìm hiểu sự thay đổi vận tốc của chuyển động biến đổi. Bảng dưới đây ghi vận tốc tức thời đo bởi tốc kế của một ô tô sau các khoảng thời gian 2 giây kể từ khi bắt đầu chạy trên một đường thẳng. Bảng 8.1, bảng ghi số liệu vận tốc tức thời của một chuyển động tại thời điểm 0, 2, 4, 6, 8 giây. Tương ứng chúng ta có vận tốc tức thời được tính bằng đơn vị km trên giờ với cả mét trên giây như sau. Tại thời điểm 0 giây, tức là thời điểm bắt đầu thì vận tốc tức thời đều là bằng 0 hết, đúng không? Tại thời điểm 2 giây thì vận tốc tức thời đo với đơn vị km trên giờ thì sẽ là 9, còn mét trên giây là 2,5. Tương ứng tại thời điểm 4 giây là 19 và 5,28. Thời điểm 6 giây là 30 và 8,33. Đấy cũng là thời điểm 8 giây là 45 và 12,5 m/s. Thì bảng trên thì cho ta thấy vận tốc của ô tô là đang tăng dần theo thời gian. Ô tô chuyển động nhanh dần. Thì em có biết là thuật ngữ gia tốc có nghĩa là tăng theo tốc độ. Tuy nhiên trong vật lý, gia tốc không chỉ được dùng để mô tả sự tăng vận tốc mà còn dùng để mô tả sự giảm vận tốc. Hai là trong các bài sau thì chúng ta sẽ thấy là gia tốc không những dùng để mô tả sự thay đổi về độ lớn của vận tốc mà còn dùng để mô tả cả sự thay đổi hướng của vận tốc nữa. Và gia tốc là được xác định bằng công thức A là bằng delta V trên delta T, được gọi là gia tốc trung bình. Nếu delta T rất nhỏ thì có thể coi gia tốc này là gia tốc tức thời nhé. Thầy và các em sẽ cùng nhau vào phần câu hỏi. Với câu hỏi đầu tiên là xác định độ biến thiên vận tốc sau 8 giây của chuyển động trên. Độ biến thiên vận tốc sau 8 giây là như các em đã được học ở trên rồi đúng không? Chúng ta có công thức tính gia tốc là A sẽ là bằng delta V trên delta T rồi nhỉ. Vậy chúng ta áp dụng công thức thôi, chúng ta có A bằng delta V trên là T và bằng tại thời điểm 8 giây thì các em để ý với thầy là vận tốc tức thời được tính đơn vị ở mét trên giây, nó là 12,5 đúng không? Chúng ta có 12,5 chia cho độ biến thiên vận tốc sau 8 giây mà, vậy thì delta T chính là 8 thôi. Các em bấm máy tính với thầy là chúng ta có là 12,5 chia cho 8 là bằng 1,5625. 1,5625. Đơn vị của nó là mét trên giây giây bình. Chúng ta sẽ câu hỏi thứ hai. Xác định độ biến thiên vận tốc sau mỗi giây của chuyển động trong 4 giây đầu và trong 4 giây cuối. Chúng ta sẽ vào trường hợp đầu tiên. Là đủ biến thiên vận tốc sau 4 giây đầu chuyển động.
chúng ta vẫn dùng công thức A bằng delta V trên delta T thôi, đúng không? Chúng ta bằng. Rồi, các em xem bảng thì các em thấy là tại thời điểm 4 giây thì vận tốc tức thời của nó là 5,28, đúng không? Mét trên giây. Chúng ta có 5,28 chia cho 4 thôi nhỉ. 5,28 chia 4. 1,32 mét trên giây bình. Tiếp theo, chúng ta vào trường hợp thứ hai, độ biến thiên vận tốc sau 4 giây cuối. Công thức của chúng ta dùng vẫn là A bằng delta V trên delta T thôi. Và bằng 4 giây cuối thì các em cần lấy là vận tốc tại thời điểm 8 giây trừ đi vận tốc tại thời điểm 4 giây nhé. Rồi, tại thời điểm 8 giây thì chúng ta thấy là vận tốc của nó là 12,5 mét trên giây, đúng không? Tại thời điểm 4 giây là vận tốc của nó là 5,28 mét trên giây. Chúng ta có là 12,5 trừ đi 5,28 chia cho delta T chính là 4 rồi. Chúng ta có kết quả là 12,5 trừ đi 5,28 bằng, và chúng ta chia cho 4. Kết quả sẽ là 1,805 mét trên giây bình. Mét trên giây bình. Thầy và các em sẽ cùng nhau sang câu hỏi số 3. Các định lượng xác định được ở câu 2 cho ta biết điều gì về sự thay đổi vận tốc của chuyển động trên? Thì các định lượng đã xác định được trong câu 2 thì cho ta biết được rằng là vận tốc của vật chuyển động tăng dần nhé. Rồi, nếu trong thời gian delta t, độ biến thiên vận tốc là delta v thì độ biến thiên của vận tốc trong một đơn vị thời gian là A sẽ là bằng delta v trên delta t và bằng vt trừ đi v0 trên t trừ đi t0 nhé. Đại lượng A là cho biết sự thay đổi nhanh và chậm của vận tốc, được gọi là gia tốc của chuyển động, gọi tắt là gia tốc. Vậy các em ghi cho thầy nhé. Đại lượng cho biết sự nhanh hay chậm của vận tốc, được gọi là gia tốc của chuyển động. Và được tính bằng công thức là A bằng delta V trên delta T và bằng VT trừ đi V0 trên T trừ đi T0. Và chúng ta có là delta V có đơn vị là mét trên giây, delta T có đơn vị là giây, thì gia tốc của đơn vị là
mét trên dây bình. Chúng ta sẽ có đơn vị của gia tốc là mét trên dây bình. Vì vector delta v là đại lượng vector nên là gia tốc vector a cũng là một đại lượng vector nhé. Chúng ta có vector a bằng delta vector v trên delta t. Thầy các em sẽ cùng nhau vào phần câu hỏi. Hãy chứng tỏ khi vector a cùng chiều với vector v, a nhân v lớn không thì chuyển động là nhanh dần. Khi vector a ngược chiều vector v, a nhân v nhỏ hơn không thì chuyển động chậm dần. Thì chúng ta sẽ chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật nhé. Và chúng ta giả sử là vật chuyển động theo chiều dương nên là v lớn hơn không. Và khi vật chuyển động nhanh dần thì vận tốc của vật là cũng tăng dần. Chúng ta vào trường hợp đầu tiên là trường hợp chuyển động nhanh dần đấy. Nên là theo biểu thức tính gia tốc chúng ta có là a bằng delta v trên delta t. Chúng ta đã có là delta v lớn không rồi đúng không? Vì là chuyển động tăng dần thì vận tốc sau sẽ phải lớn hơn vận tốc trước mà đúng không? Để chúng ta suy ra ngay được là a sẽ lớn hơn không. Vậy thì a nhân v lớn hơn không? Rồi chúng ta vào trường hợp thứ hai, tức là trường hợp mà vật chuyển động chậm dần đúng không? Khi vật chuyển động chậm dần thì vận tốc sẽ thế nào các em nhỉ? Giảm dần nhỉ? Thì gia tốc chúng ta cũng có công thức là a sẽ bằng là delta v trên là delta t đúng không? Khi mà vận tốc giảm dần, tức là vận tốc sau sẽ nhỏ vận tốc trước, thì chúng ta sẽ có ngay là delta v sẽ nhỏ hơn không rồi nhỉ. Vậy chúng ta suy ra ngay được là a cũng sẽ nhỏ hơn không. Vậy chúng ta suy ra ngay là a nhân v sẽ phải nhỏ hơn không. Và chúng ta suy ra được điều phải chứng minh của câu hỏi đúng không? Rồi chúng ta xong phần hai nhỏ. Bài tập ví dụ. Thì một xe máy đang chuyển động thẳng với vận tốc là 10 m/s. Thì vận tốc tăng. Biết rằng sau 5 giây,
kể từ khi tăng tốc. Xe đạt vận tốc là 12 m/s. A nhỏ là tính ra tốc của xe và B nhỏ là nếu sau khi đạt vận tốc 12 m/s, xe chuyển động chậm dần với gia tốc có độ lớn bằng gia tốc trên thì sau bao lâu thì xe sẽ dừng lại. Chúng ta vào lời giải này. Chúng ta sẽ áp dụng công thức là A bằng delta V trên delta T thôi. Và bằng 12 trừ đi 10, tức là vận tốc khi mà sau 5 giây xe tăng tốc là 12. Còn 10 có nghĩa là vận tốc mà khi xe đang chuyển động thẳng, thẳng đều đấy đúng không? Và chia cho 5, 5 chính là khoảng thời gian mà xe biến đổi vận tốc. Chúng ta sẽ có là bằng 0,4 m/s. Vậy thì gia tốc của xe A sẽ bằng 0,4 m/s. Chúng ta sang câu B nhỏ. Người ta hỏi là thế nếu mà vẫn giữ cái vận tốc 12 m/s, sau đó thì xe đi chậm lại đúng không, với gia tốc là bằng gia tốc ở trên, thì sau bao lâu xe dừng lại? Chúng ta sẽ có ngay delta T phẩy sẽ là bằng delta V phẩy trên trên A, là chúng ta đã biến đổi được từ công thức A bằng delta V trên delta T đấy. Và chúng ta sẽ bằng khi mà xe dừng hẳn lại thì vận tốc cuối cùng mới chắc chắn là bằng 0 rồi đúng không? Còn vận tốc bắt đầu chúng ta tính thì nó chính là 12, vậy chúng ta sẽ là 0 trừ đi 12 chia cho trừ 0,4. À thì ở trên thì thầy và các em đã tính được là gia tốc là 0,4 rồi đúng không? Và ở dưới thì người ta đi với gia tốc bằng độ lớn của gia tốc ở trên đúng không? Vậy chúng ta sẽ có là trừ 0,4 đấy, và cuối cùng kết quả là 30 giây. Tức là xe sẽ dừng lại sau 30 giây. Thầy và các em sẽ vào phần câu hỏi. Chúng ta vào câu hỏi đầu tiên. Người ta hỏi là A, tính gia tốc của ô tô trên 4 đoạn đường trong hình 8.1. Và B nhỏ là gia tốc của ô tô trên đoạn đường 4 có gì đặc biệt so với sự thay đổi vận tốc trên các đoạn đường khác. Rồi. Để tính gia tốc của ô tô thì đầu tiên là thầy sẽ quy đổi về đơn vị mét trên giây của vận tốc nhé. Chúng ta có quy đổi như sau. Với 5 km/h, các em chia cho 3,6 để chúng ta ra được đơn vị mét trên giây. Ta có 5 chia cho 3,6 bằng sấp xỉ là 1,39, hoặc chúng ta lấy 25/18 đi mét trên giây. Tiếp theo chúng ta quy đổi 29 km/h sẽ bằng 29 và chia cho 3,6, ta có 145/18 mét trên giây. Tiếp theo chúng ta quy đổi 49 km/h bằng 49 chia cho 3,6, 245/18 mét trên giây. Cuối cùng là chúng ta quy đổi 30 km/h. 30 chia 3,6, 25/3, mét trên giây. Thầy và các em sẽ cùng nhau tính gia tốc của 4 đoạn đường. Chúng ta sẽ vào đoạn đường đầu tiên. Gia tốc trong đoạn
đường. Một, chúng ta vẫn áp dụng công thức A bằng delta V trên delta T thôi, và bằng lần đầu tiên thì chúng ta thấy là bắt đầu là xe đi vận tốc là 0 km/h, tiếp đến là có vận tốc là 5 km/h, đúng không? Ở đây chúng ta quy đổi ra 5 km/h rồi, chúng ta sẽ có là 25 phần 18 chia cho tiêu delta T thì sao? Các em để cho thầy là chúng ta có T0 là 0 giây, tức là thời điểm bắt đầu ấy, còn T1 là 1 giây. Vậy ở đoạn đầu tiên ấy thì chúng ta có delta T là 1. Sẽ bằng 25 phần 18 xấp xỉ 1,39 mét trên dây bình. Chúng ta đến đoạn đường thứ hai. A bằng delta V trên delta T, và bằng, như các em nhìn thấy đoạn đường thứ hai thì sẽ ứng với vận tốc cuối là 29 km/h và vận tốc đầu là 5 km/h. À, vậy chúng ta cùng xem với 29 km/h sẽ là bằng 145 trên 18 m/s. Đó, trừ đi với 5 km/h chúng ta có là 25 trên 18 m/s. Rồi, ở đoạn thứ hai này thì chúng ta có thời điểm bắt đầu là 1 giây, và thời điểm kết thúc tức là 4 giây. Chúng ta có 4 trừ 1. Các em cùng bấm máy tính với thầy nhé. Chúng ta có 145 chia 18 trừ đi 25 chia 18 trên 4 trừ 1. Chúng ta có xấp xỉ là 2,22 mét trên dây bình. Tiếp theo chúng ta sẽ vào gia tốc trong đoạn đường 3. A bằng T trên delta T. Ở đoạn đường 3 chúng ta thấy này, chúng ta có vận tốc cuối chính là 49 km/h và vận tốc đầu là 29 km/h. Chúng ta trả ở trên thôi, đúng không? Chúng ta chỉ có là 245 trên 18 trừ đi 145 trên 18. Còn delta T thì sao? Chúng ta thấy thời điểm cuối là 6 giây, còn thời điểm bắt đầu chính là 4 giây, thì chúng ta có 6 trừ đi 4. Rồi, các em cùng tính với thầy là ta có 245 chia cho 18 trừ đi 145 chia cho 18 trên 6 trừ đi 4. Chúng ta có xấp xỉ là 2,78 mét trên dây bình. Chúng ta vào gia tốc trong đoạn đường cuối cùng, đoạn đường 4. Delta V trên delta T. Đoạn đường 4 thì sao? Chúng ta thấy à, vận tốc cuối là 30 km/h và vận tốc đầu là 49 km/h. Rồi, chúng ta có tương ứng là 25 phần 3 trừ đi 245 phần 18 chia cho thời gian này, chúng ta thấy thời gian cuối của nó là 7 giây, thời gian đầu là 6, đúng không? Chúng ta có 7 trừ 6 thôi, bằng ta có là 25 chia 3 trừ đi 245 chia cho 18 trên 7 chia 6 và bằng âm 5,28 mét trên dây bình. Rồi, thầy và các em sẽ cùng nhau chuyển sang
B nhỏ đúng không? Thì ta hỏi là gia tốc của ô tô trên đoạn đường 4 thì có gì đặc biệt so với sự thay đổi vận tốc trên các đoạn đường khác? Thì chúng ta thấy là trong bốn đoạn đường trên ấy, thì vận tốc đang tăng dần. Còn gia tốc từ đoạn đường 1 đến đoạn đường 3 cũng tăng dần. Nhưng mà từ đoạn đường 3 đến đoạn đường 4 thì gia tốc lại giảm dần đúng không? Như chúng ta tính ở trên đấy. Đấy, gia tốc của đoạn đường 4 thì tự nhiên nó âm đi này đúng không? Còn gia tốc trong đoạn đường 1, 2, 3 thì nó là số dương và tăng dần đấy. Ta có trong bốn đoạn đường trên vận tốc đang tăng dần, còn gia tốc từ đoạn đường 1 đến đoạn đường 3 cũng tăng dần. Nhưng từ đoạn đường 3 đến đoạn đường 4 thì gia tốc lại giảm dần. Rồi, thầy và các em sẽ cùng nhau sang câu hỏi số 2. Là một con báo đang chạy với tốc độ 30 m trên giây thì chuyển động chậm dần khi tới gần một con suối. Trong 3 giây vận tốc của nó giảm còn 9 m trên giây. Tính gia tốc của con báo. Ta có gia tốc của báo này này, ta có A bằng delta V trên delta T. Rồi thì như các em thấy là đây là một chuyển động chậm dần đúng không, và chúng ta có vận tốc cuối của nó là 9 m trên giây, còn vận tốc đầu của nó là 30 m trên giây, thì chúng ta sẽ có ngay là 9 trừ đi 30 trên delta T. Thì sao, delta T được tính trong trong 3 giây đúng không? Rồi, chúng ta chia cho 3. Và các em bấm máy tính thôi, đúng không? Chúng ta có 9 trừ đi 30 chia 3 sẽ ra là âm 7 mét trên dây bình nhé. Tại vì em sẽ sang câu hỏi số 3. Đồ thị ở hình 8.2 mô tả sự thay đổi vận tốc theo thời gian trong chuyển động của một ô tô thể thao đang chạy thử về phía bắc. Tính gia tốc của ô tô với A nhỏ là trong 4 giây đầu, B là từ giây thứ 4 đến giây thứ 12, C là từ giây thứ 12 đến giây thứ 20 và D là từ giây thứ 20 đến giây thứ 28. Thầy với em sẽ lần lượt giải quyết từng câu hỏi như sau. Chúng ta tính trong trường hợp A là trong 4 giây đầu nào. Công thức là A bằng delta V trên delta T thôi đúng không? Chúng ta sẽ bằng trong 4 giây đầu thì sao? Các em thấy là vận tốc cuối của nó là 20 m trên giây này đúng không? Còn vận tốc bắt đầu của nó chúng là không rồi. Chúng ta sẽ có là 20 trừ 0 trên 4. Và rất dễ dàng để tính được là 20 chia cho 4 sẽ là 5 đúng không? Chúng ta sẽ có 5 m trên dây bình. Chúng ta sang trường hợp thứ hai là B là chúng ta sẽ tính từ giây thứ 4 đến giây thứ 12. A bằng delta V trên delta T. Các em cùng để ý với thầy giây thứ 12 này. Ô tô có vận tốc là bao nhiêu? Là 20. Thế còn ở giây thứ 4, ô tô có vận tốc là bao nhiêu?
vẫn là 20. À vậy chúng ta sẽ có là 20 trừ đi 20 chia cho delta t sẽ là bằng 12 trừ đi 4 đúng không? Thì chúng ta thấy 20 trừ đi 20 là bằng 0 rồi. Chia cho 12 trừ 4 là bằng 8, vậy kết quả sẽ là 0 mét trên giây giây bình. Chúng ta sang trường hợp tiếp theo là C này, chúng ta sẽ tính là từ giây thứ 12 đến giây thứ 20. A là bằng delta V trên delta T. Như các em thấy là ứng với giây thứ 20, vận tốc của nó là 0 mét trên giây. Còn ứng với giây thứ 12, vận tốc của nó là 20 mét trên giây đúng không? Ta sẽ có 0 trừ đi 20 chia cho delta T chính là bằng 20 trừ đi 12 đấy. Và là bằng âm 20 với 20 trừ 12 sẽ là 8. Các em bấm máy tính cho thầy là chúng ta có âm 20 chia cho 8, chúng ta sẽ bằng âm 2,5 mét trên giây bình. Cuối cùng là chúng ta sẽ vào trường hợp D là tính là từ giây thứ 20 đến giây thứ 28. A bằng delta V trên delta T. Thì như các em thấy là ở trên hình, tại giây thứ 28 thì ô tô nó có vận tốc là âm 20 mét trên giây đúng không? Còn tại giây thứ 20 thì vận tốc của nó là 0 mét giây rồi, chúng ta có âm 20 trừ 0 đó, chia cho delta T chính là 28 trừ đi 20 và sẽ bằng âm 20 chia cho 28 trừ đi 20 cũng sẽ là bằng 8. Và như ở trên các em thấy là âm 20 trên 8 là bằng âm 2,5 này này mét trên giây bình. Vậy thầy và các em đã giải quyết xong phần bài tập ở phần 2 nhỏ là bài tập ví dụ rồi đấy, được chưa? Thì bài này thì em đã được học là gia tốc là đại lượng cho biết sự thay đổi nhanh chậm của sự thay đổi vận tốc, đúng không? Với vector A sẽ là bằng delta vector V trên là delta T. Khi vector A cùng chiều vector V thì chúng ta có A nhân V lớn không? Thì là thể hiện chuyển động nhanh dần. Còn khi vector A ngược chiều vector V, tức là A nhân V là nhỏ hơn không ấy, thì sẽ thể hiện ở trường hợp là chuyển động chậm dần. Và đơn vị của gia tốc trong hệ SI là mét trên giây bình nhá. Thì em có thể dùng khái niệm gia tốc để giải thích một số hiện tượng về chuyển động dưới tác dụng của lực. Ví dụ như là chuyển động rơi của một vật là chuyển động có gia tốc vì vật rơi chịu tác dụng của lực hút của trái đất. Vậy là thầy và các em đã hoàn thành xong bài 8 chuyển động biến đổi gia tốc của chương 2 động học vật lý 10 trong sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống rồi. Thì các em hãy truy cập vào trang này giải2.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.